khác là mình chào người nửa ly không có được ly đậm cả vậy đó, bỏ đậm quên mất người ta uống vậy không mới đầu uống không quen, mới đầu lên uống là chuyển nổi uống đậm rồi mà nó khẽ uống không quen vậy luôn chẳng uống được mà mình ra cái chuyện bình hết bình có kêu mình nữa lắm tính tiền không phải người ta đâu có đâu, người ta người có uống chè rồi một xíu thôi xíu là ta thuê rồi mình uống chỉ no. Còn này dính á, còn tự nhiên là tùy á. Phải làm ăn hơn nó, phải là nó bưởi. Rồi đem cho người dưới mắt đi. Ta không nổi, cũng như nó bị giòn quá. má 200 ngày. Cảm ơn tất cả các con. Của má chị. Nhà tiểu tường. Cúng tiểu tường của má ha. Chị làm đều rồi chay lắm rồi gà đạo cúng gà đạo gà đạo ăn. Tiểu tường chứ. 281 ngày. Nè giờ mình chiên hầm cơm chay. Mời mọi người lắc hồi tới nhà mình ăn cơm chay nha. Mời hết cả nhà làng. Nhà mình ở thành phố Tân An, Long An ở phường 6. Đường đường này đường gì ta? Nguyễn Thị Hạnh, tôi xuống nhà hành chính sạch chính đặt mai quyền, đặt cam ga nấu nướng là nấu rồi chay. Ăn bánh xèo mùng 2 là đây có bánh xèo. Ngày mình chiên ngày mình cái lá cũng cũng sốt hả chị Hoàng? Sốt là cái sốt tương cà vô kho tôm chay. Chuẩn bị là chiên trước, chiên không rồi nó sốt. Tất cả để nhà quyền làm hết cả nhà ơi. Này rau này là nấu lẩu ha. À, dạ nhà mỗi người mấy chị em người làm tay. Em thì không có làm gì hết nha mọi người. Cái sạn ngoài đây anh Nam. Nam đi đâu rồi đó? Cái sạn sau lưng nhá tiếp, hình như cái sạn này vậy tiếp. Ừ đúng rồi kìa.
con tôm này là con tôm hầm Alaska nha cả nhà, nó nhỏ chứ không tôm Việt Nam không có. Đây là ăn rất là xuất sắc em rồi. Xuất sắc không có người vô câu rồi để chia cái nọ để chia sẻ ra đi. Ai vô câu chưa, ai vô câu bình luận khen đi rồi chưa. Đó, người ta khen chị đẹp quá nè. Trời ơi, tí hồi đồ ăn chưa khen ngon mà khen người ta đẹp. Nó ăn mà thấy đeo vàng quá trời luôn. Còn cất ở trong tủ đó nha. Rồi coi. Đấy, cái cũng tự thôi, gặp muốn về gặp thử, YouTube nó hỏi ra trả lời cho nha, chứ cô không biết. Mọi người theo dõi chị Quyền đi, mai mốt chị Quyền xô tủ vàng chị Quyền cho mọi người coi. Làm gì đây chị? Đây nè, chị xúc trà. Thì cái chị chiên xong rồi cái xúc trà, cái chị kho ra tôm này tôm chay nè. Mọi người ăn ngon lắm rồi mình gửi cho mọi người, người con ăn. Miễn mọi người lên đây khen tôi đẹp và tôi khoái là tôi thích đẹp lắm. Đẹp hơn phải đẹp hơn người nào khai khen tôi đẹp tôi cho tặng cho con trước nè. Đây làm từ cái gì chị? Bánh mì với củ sắn, bột củ năng. Đẹp quá. Rồi mình chiên về lát làm sao? Mình chiên xong rồi mình bỏ ra, xong cái mình để nó hơi nguội nguội tí nước mình sốt, bỏ nước sốt vô. Mình ăn với bánh nổi. Hấp dẫn quá ha. Rất là ngon. Đây là món set của ngày hôm nay, đó là sơn xeo. Ở nhà làm luôn nha cả nhà, do chị Mai Quyền ở chợ phường 2 làm nha. Rất là ngon cả nhà ơi. Cái đó gọi là xôi dị rồi đó. Thì sơn xeo là xôi dị. Khéo tay hay làm nha mọi người. Chị Tiến là trong dây cắt xôi dị. Còn xôi dị là chị Mai Quyền trong dây làm. Đúng rồi. Mày phải quay nè, đây là anh này là biết chỗ mày ăn không? Nó niêm điểm qua màu. Đó, anh đó. Anh cái quấy tiền em để ra chỗ này vô đầu ta. Anh đó là Nam chồng chị Mai Quyền. Rồi giữ cái chuyện đó. Nam kéo ở đây nè, Nam lấy kéo cái đó ra là thấy liền. Nam lấy cái rọt ra rồi mày. Ta lên ta coi YouTube ta nói sao nghe trong YouTube mà anh Nam quá. Ta toàn là anh Nam không ta. Đấy, anh Nam là biết chỗ, cái gì phải hỏi anh Nam mới được. Cái gì phải qua anh Nam nha. Ui sao? Hả? Con khắp ở dưới hả? Ê, chưa có hôn đã gì hết trơn, chạy lên hoài, phải bị đứt tay vậy. Ê, đi lên ảnh kia. Và tiếp theo đây là món bọt kho chay, đây là cũng là một trong những cái món chính rất là ngon của bên ẩm thực chay chúng ta. Nó bao gồm là thịt bò lát chay, củ cải đỏ, chân nấm đông cô, đặc biệt là phải nấu với lại nước dừa nha cả gia, để giúp cho cái món ăn của chúng ta nó ngọt và thơm hơn. Này ăn bánh mì hết đi. Đúng rồi, ăn bánh mì. Rất hấp dẫn nha, không thua kém gì ẩm thực mặn đâu nha cả nhà.
chín. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.